cây bút viết ký trị giá trên 250 triệu đồng của Kỳ Lân Luxury có gì đặc biệt? Chiếc bút ký này được làm hoàn toàn bằng vàng nguyên khối đúc ra ao 750 và đính kim cương thiên nhiên. Ở phần đuôi bút, Kỳ Lân có đính một viên kim cương tuyển chọn xuất sắc 4.5 ly nước D VVS1, tất cả thông số đẹp hoàn hảo. Và trên phần đầu nắp bút, Kỳ Lân có đính một viên kim cương 4.8 ly đẹp xuất sắc, cũng nước D VVS1 và tất cả thông số đều hoàn hảo. Phần quay cài bút, Kỳ Lân đính full kim cương hai hàng rất đẹp xuất sắc, VVS1 đẹp như là chiếc nhẫn vầng trắng đính full kim cương Kỳ Lân đang đeo. Và ngay chỗ phần nắp bút gài với phần thân bút thì Kỳ Lân đính full kim cương. Cây bút này được kết hợp bởi hai màu vàng trắng và vàng hồng Rougold. Những chỗ màu trắng này là vàng trắng và đính kim cương rất chiếu. Những chỗ màu vàng như thế này là vàng hồng Rougold. Một điều đặc biệt, vô cùng đặc biệt của cây bút trị giá trên 250 triệu đồng này, đó chính là phần nắp bút Kỳ Lân có làm cái chi tiết này. Đó chính là Kỳ Lân làm một con rồng 3D lượn uốn quanh trên cái phần nắp bút. Cái bút này thực hiện là một con rồng 3D bởi vì khách hàng là tuổi Thìn, tuổi Rồng. Nếu như quý khách không phải tuổi Thìn, không phải tuổi Rồng, mình vẫn có thể làm một con rồng 3D gắn lên trên đây. Bởi vì rồng là một linh vật thiêng liêng, biểu trưng cho một cái sức mạnh phi thường. Và nếu như quý khách là tuổi khác, những tuổi khác của con giáp khác, thì Kỳ Lân sẽ thực hiện những con giáp đó, hình những con giáp đó để mà đưa vào phần nắp bút. Hoặc quý khách muốn uốn lượn từ phần nắp bút xuống dưới phần thân bút vẫn ok. Rồi muốn tới phần này vẫn ok. Nói chung là Kỳ Lân là đơn vị chuyên thực hiện chế tác sản phẩm bằng vàng và nguyên khối đúc ra AO750 và kim cương thiên nhiên theo yêu cầu. Tức là sản phẩm cao cấp theo tiêu chí luxury của Kỳ Lân. Những gì tinh hoa nhất, những gì đẹp nhất, những gì chuẩn nhất, những gì tốt nhất, Kỳ Lân sẽ sưu tầm và thực hiện những sản phẩm đẹp nhất cho quý khách xem. Vàng cũng phải là từ vàng nguyên khối đúc ra AO750 và hội chuẩn. Thì vàng chuẩn thì sẽ cho được cái màu sắc vàng bóng ánh và rất đẹp. Đồng thời với công nghệ nén vàng đặc biệt và hội chuẩn nên màu rất chuẩn, vàng không bị bọt, không đổi màu. Và đặc biệt nữa, một điều đặc biệt nữa là một cái bút chỉ bay lớn thôi, chỉ bấy nhiêu thôi, gọn như vậy thôi, nhưng trọng lượng gần 2 lượng vàng nguyên khối đúc ra AO750. Gần 2 lượng vàng. Và bây giờ chúng ta sẽ xem bên trong. Kỳ Lân sẽ thực hiện nhấc nắp bút ra rất là đơn giản. Ở đây Kỳ Lân có làm những khất để cài vào nắp bút cực kỳ đơn giản. Khi cầm viết thì cái kim cương này chiếu lấp lánh. Khi chúng ta trở đầu bút nắp như thế này để viết thì cái đầu của nắp bút này vẫn chiếu lấp lánh và phần quay bút này vẫn chiếu lấp lánh và phần chỗ cái khoanh khoen chỗ cái nắp bút để gài vào cũng chiếu lấp lánh. Và bây giờ Kỳ Lân sẽ thử viết. Thì khi mà chúng ta viết thì ký thì cái người mà nhìn xung quanh chúng ta họ sẽ nhìn như thấy cái phần viên kim cương trên rất chiếu. Điểm thứ hai, khi chúng ta cầm như thế này, xoay như thế này thì cái phần quay bút sẽ chiếu lấp lánh ở hai hàng kim cương full. Và cái vòng tròn trên cái phần ren bút ngay chỗ phần nắp bút cài vào cái thân bút, chúng ta xoay như thế nào thì cái vòng này vẫn chiếu lấp lánh bởi vì kim cương Kỳ Lân đến full cái vòng ren này luôn. Và con rồng thì khi chúng ta viết thì chúng ta sẽ đưa cái phần con rồng này ra ngoài như thế này. Có hai mắt rồng đá ruby cũng tạo một điểm nhấn nữa. Chúng ta có thể đặt phần nắp bút lên như thế này và chúng ta cầm phần thân bút chúng ta viết ký. Hoặc là chúng ta có thể đặt nằm cái nắp bút xuống như thế này để cho đẹp, mình cầm thân bút mình ký. Hoặc là chúng ta cài nắp bút vào phần thân bút như thế này thành một cái bút ngầu hơn, hoành tráng hơn và cầm đầm tay, chắc tay hơn. Chúng ta ký vẫn đẹp, vẫn gọn. Và khi chúng ta cài vào túi áo thì càng đẹp nữa, cho hôm nay Kỳ Lân bận áo này không có túi áo. Kỳ Lân mà bận áo có túi thì Kỳ Lân sẽ xỏ vào cái túi như thế này. Thì cái phần quay bút này sẽ đưa ra ngoài và tất cả mọi hướng xung quanh chúng ta nhìn vô và ngay lập tức sẽ thấy sự lấp lánh chiếu, rất chiếu của những viên kim cương thiên nhiên mà Kỳ Lân tuyển chọn từng viên một đồng nhất với nhau về độ đẹp, độ sạch VVS1 và cùng kích thước hai hàng đẹp tuyệt vời. Thì khi đó chúng ta sẽ đi
và ngồi bất cứ chỗ nào thì xung quanh chúng ta sẽ nhìn thấy vào sự chiếu lấp lánh này, đặc biệt trong những điều kiện ánh sáng lấp lánh nữa thì viên kim cương này, những hàng kim cương này sẽ chiếu lấp lánh cho tất cả mọi người xung quanh. Kỳ Lăng hay bỏ vào cái ví cầm tay của mình, cái ví cầm tay này Kỳ Lăng bỏ điện thoại nè, bỏ tiền, bỏ giấy tờ, bỏ hai ngân tiền, những cái vật dụng, những cái thẻ ATM, những thẻ căn cước công dân vân vân và giấy tờ tiền bạc vân vân. Thì khi mà mình cái bút thì Kỳ Lăng thường xỏ vào đây đó, như thế này. Khi chúng ta lật ra như thế này thì chúng ta sẽ thấy được sự lấp lánh của cái phần quay bút có kim cương rất đẹp, rất giá trị và rất sang. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng tháo cái bút ra xem thử có những bộ phận gì. Xin mời, đầu tiên là chúng ta kéo phần nắp bút ra nè. Sau khi chúng ta lấy phần nắp bút ra nè thì chúng ta sẽ dặn cái phần thân ra làm hai. Để chi? Để chúng ta coi cái ngòi bút và chúng ta có thể thay cái ruột bút này. Đây là một phần vàng nguyên khối, liên khối, nguyên ống vàng. Và bây giờ mình sẽ căn thử ống vàng này bao nhiêu. Phần ống vàng có viên kim cương này là hơn 5.6. Phần nắp bút có viên kim cương và đính kim cương có con rồng luôn là hơn 8.2. Và cái phần ở dưới cùng của phần thân bút, phần chỗ cái ngòi bút này nữa. Và bây giờ chúng ta sẽ làm sao tháo ra cái ngòi này ra, rút không ra đúng không? Bởi vì ở đây nó có một cái cơ chế bên trong là chúng ta dặn. Bởi vì làm theo cái trục ngòi bút của bút Mông Lăng thì cái ngòi bút này sẽ có cái răng để chúng ta dặn vào cái phần thân của phần cái bút. Khi chúng ta dùng hết mực thì chúng ta chỉ việc mua một cái hộp như thế này. Một cái hộp như thế này thì sẽ gồm có hai ngòi và có cái nắp luôn. Đó, chúng ta chỉ việc là tháo cái nắp này ra và vặn vào thôi. Dặn vào theo răng theo chiều kim đồng hồ. Dặn ra thì chúng ta dặn ngược chiều kim đồng hồ. Đơn giản. Vặn cảm thấy vừa tay là ngưng. Rồi. Sau đó chúng ta xỏ vào lại. Và ra lại xong. Đơn giản cực kỳ. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng thử lại cái mực. Đây là cái bút bi mà là bi nước. Có nghĩa rằng là cái ruột này là ruột bút bi nước. Trước kia thì người ta hay dùng bút máy, nhưng mà thời buổi hiện nay thì người ta ít dùng bút máy, hầu như là ít, rất ít dùng bút máy. Bởi vậy các nhà sản xuất bút và ruột bút họ ít làm về bút máy. Bởi vì bút máy cho dù xịn cỡ nào đi chăng nữa thì chúng ta viết một thời gian cũng hay bị tè, bị lỡ mà cắn gì đó, bị hư ngòi thì chúng ta bắt buộc phải mua cây khác chứ không có thay được. Bởi vì bút nó nhiều dạng, muốn thay chúng ta phải mua đúng cái bút đó thì cũng vậy, cũng không khác gì mua cái bút mới. Cho nên là bất tiện, và bơm cái ống mực có sẵn cũng có, mà bơm mực cũng có cũng bất tiện, không bằng tiện bằng cái ngòi bút này được. Vì vậy nó có loại bút bi nữa, cũng y chang, cũng là hiệu Mông Lăng luôn, nhưng mà khi chúng ta cầm hai cái ngòi như thế này để phân biệt được bút nào là bút bi, bút nào là bút bi nước của hãng Mông Lăng này, chúng ta chỉ việc đơn giản nhìn vào và thấy ở phần cái phần này là sẽ bị ngắn hơn, là phần bút bi thuần và không có răng dặn mà có từng khúc như thế này. Bút bi ngòi nước á, thì sẽ có cái răng dặn ở đây và dài hơn. Bây giờ Kỳ Lăng sẽ thử test nè. Bút bi thì viết mực nó không có đầm bằng cái bút bi nước này, thì nói chung là không có êm bằng, không sướng bằng. Nhưng bút đây là sinh ra để thay thế cho bút máy được luôn, và rất là êm. Cực kỳ êm luôn. Mục đích ban đầu của hãng Mông Lăng này sản xuất ra bút này là dùng để ký, bút ký, không phải để viết từ trang này qua trang kia, không phải để viết tràn lan đại hải, mà để dùng để ký những hợp đồng triệu đô, những hợp đồng quan trọng và giao thương mua bán giữa những người có chức quyền giữa nước này và nước khác. Nói chung là cái bút này để ký những gì liên quan đến hợp đồng lớn. Thành ra là chúng ta sẽ hiểu được vấn đề là mục đích của hãng này ra đời là như vậy. Vì vậy những cái bút của hãng Mông Lăng đều rất là mắc tiền. Và đồng thời hôm nay Kỳ Lăng đã chế tác ra một cái bút full vàng nguyên khối đính kim cương và trị giá trên 250 triệu đồng, dùng ngòi bút của Mông Lăng để ký, cũng như là hãng Mông Lăng họ mục đích ban đầu như vậy, dùng để ký những hợp đồng triệu đô. Và Kỳ Lăng tiến hành dùng máy móc chuyên nghiệp để mà soi
soi kim cương, soi vàng cho quý khách xem. Kỳ lân tuyển chọn từng viên một, và những viên này đồng nhất với nhau về kích thước, độ sạch VVS1. Và chúng ta sẽ coi viên kim cương, và chúng ta sẽ soi viên kim cương của phần đuôi bút. Rất đẹp. Và sau đó chúng ta sẽ soi con rồng. Đây là những cái dãy rồng 3D nè, móc 3D rất đẹp và vải rồng rất là sáng. Đây là hai mắt rồng bằng đá ruby. Đây là cái chân của rồng. Nói chung là 3D, rồng 3D rất đẹp. Và chúng ta sẽ dùng cái bút chuyên nghiệp, chuyên dụng cho việc thử kim cương. Chúng ta sẽ thử. Nếu như là kim cương thì bút sẽ báo lên là diamond. Và bây giờ Kỳ Lân sẽ dùng cái bút chuyên nghiệp này và dùng đúng tư thế hướng dẫn của nhà sản xuất. Diamond. Diamond, nếu như diamond thì sẽ là diamond. 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 Và tiếp tục phần nắp bút. Diamond. Và chúng ta sẽ thử đến phần của quay bút. Diamond. 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 Và tiếp tục đến phần chỗ phần ren của nắp bút. Diamond. Diamond. Thường những viên kim cương từ 4 ly rưỡi trở lên thì Lăng sẽ có giấy giám định GI, giấy chứng nhận, đó là kim cương giấy chứng nhận quốc tế của GI. Đồng thời ngoài giấy GI, Kỳ Lân còn đi giám định thêm những giấy trong nước như là của BNG, Doji, SGC, vân vân. Và ngoài kim cương thì Kỳ Lân còn phải đi quan phổ đến những trung tâm mà chuyên quan phổ vàng cho các cửa hàng vàng bạc, phân tích giám định, phân tích thành phần vàng. Ở đây cụ thể là Kỳ Lân sẽ đi phân tích đây. Thường là Kỳ Lân làm vàng y đúc ra AU750 là vàng 75, nhưng mà thường Kỳ Lân làm từ 75, 76 luôn, có khi hơn luôn. Đó. Đây rất rõ chi tiết là vàng 75 đồng vân vân. Và quan trọng chúng ta chỉ quan tâm đến cái số vàng là bao nhiêu phần trăm thôi. 75 vàng 18k, hơn 18k luôn, 18.27 carat luôn. Vâng, và video đến đây xin được phép kết thúc. Hẹn gặp lại tất cả quý khách ở những video tiếp theo trên những kênh của Kỳ Lân Luxury. Hoặc gọi cho Kỳ Lân số like 0901 247 247, website kỳlanluxury.com. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.